Em Thảo xin kính chúc cả gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sưu tầm được cho mình thật nhiều giò hoa lan đẹp và có một cuộc sống luôn gặp may mắn, thịnh vượng. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại 0363 929 228, 0848 626 228, 0965 495 087 là 3 số điện thoại của em Thảo, cô chú anh chị không thể kết nối. Và hiện tại thì do ngoài vườn của gia đình em đã bị chật kín hết hoa rồi, nên là em có để vào trong nhà để em cắt nước và em gửi cho cả nhà luôn. Và cô chú anh chị muốn sưu tầm cho mình những giò hoa lan đẹp, những cây lan khỏe thì hãy đón xem video của em Thảo nhé. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, đúng không ạ? Đó chính là cây phi điệp năm cành trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của gia đình em, là một trong những cái dòng hoa có thể nói là có mặt bông mẹ cực kỳ là xinh luôn, đúng không ạ? Và có tiếng ở trong nếu anh chị em nào mà đã chơi hoa lan thì là biết, đúng không ạ? Và đây là hàng gieo hạt đấy ạ. Và cái hàng ki của nó hiện tại trên giá trên thị trường rơi vào khoảng từ 7 cho đến 10 triệu trên một ki. Đó, và hiện tại em bán hàng gieo hạt đây. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ, cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm. Có cây thì nó cao hơn một chút xíu. Đó, đây ạ, nếu mà cây hai thân nó cũng cao lắm, có cây có cao khoảng 30 35 cm. Đó. Đây, có cây thì nó là 3 thân này, rất là xinh nhá. Đấy, đẹp lắm. Và riêng đối với cái dòng này thì chúng ta không cần phải chăm sóc quá nhiều, tức là chúng ta không phải tưới quá nhiều ạ. 2 đến 3 ngày chúng ta tưới một lần cũng được. Và cây thì đẹp, và ngày hôm nay bình thường em bán giá 280 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá rất mềm, 260.000 ạ, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn đấy ạ, rất là đáng để sưu tầm. Và cái dòng hoa này thì chơi thân thì cực kỳ là xinh. Và hoa thì nó đẹp hay không thì tùy duyên mỗi người, đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa mà em Thảo đã tìm hiểu rất là lâu rồi. Đó chính là lan đuôi công. Khi nở hoa ra thì nó xòe ra giống như một đuôi công, đúng không ạ? Và cái dòng hoa này bản thân em Thảo rất là thích. Và cái dòng hoa này thì hiện nay trên thị trường rất là có ít thôi, nên là khi mà chúng ta tìm hiểu trên Google hoặc là trên các thông tin trên mạng ấy thì nó sẽ không có nhiều về cái dòng hoa này. Và thực chất ra thì nó là cây báo hỷ lai Thái, họ rất là giỏi, công nghệ của họ rất là cao và họ đã lai ra một cái dòng hoa thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Rất là xinh, mặt bông rất là đẹp ạ. Mỗi một chậu khoảng từ 3 cho đến 4 thân tơ. Rất là xinh tươi. Đó. Và có một số cây nào đã thắt ngọn để chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Đó, và bản thân em Thảo cũng sưu tầm, và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Bởi vì là hàng thì em cũng không có nhiều đâu, nên là cô chú chị nào quan tâm thì chúng ta có thể lấy. Đây. Đó. Xinh lắm. Nói chung là em rất thích luôn. Đấy, sau bao nhiêu sự chờ đợi thì em mới lại có hàng tiếp đấy. Và hiện tại thì em còn có một ít cây hoàng thảo tam bảo sắc có mặt bông như cả nhà nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Một bó như thế này rất là xinh và sẽ được một giò rất là đẹp đấy ạ. Đấy, một bó như cả nhà đang nhìn đấy ạ, một bó là một nửa cân nhá. Em bán với giá là 150.000 một bó, rất là đẹp luôn. Đó, hàng em cắt tỉa rất là gọn gàng và sạch sẽ rồi. Anh chị em về chỉ việc là ngâm xử lý và chúng ta sẽ ghép luôn ạ. Đây, mặt bông cực kỳ là xinh luôn. Số lượng em chỉ còn có 3 bó thôi nhá. Phi điệp năm cánh trắng hiển oanh, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, đúng không ạ? Và ngày hôm nay gia đình em vừa mới về thêm. Đó, và còn có một phần ở bên kia nữa thì em sẽ quay sang bên này để em đo cho cả nhà nhé. Em để thước ở bên này rồi. Em để hai phần bởi vì nhà em hơi chật. Trắng hiển oanh, hàng gieo hạt có cái mặt bông mẹ rất là đẹp, đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 thân tơ, và có một cái điều đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là cái lá của nó, đây là cây 52 nhá. Cái lá của nó là cái dòng lá xếp rất là đẹp luôn. Đó, em cảm thấy cái cây này cực kỳ là xinh và chắc chắn là em sẽ sưu tầm đấy. Là em cũng sẽ sưu tầm một ít. Đó. Cây rất là đẹp, lá xếp nhá cả nhà nhá. Mỗi một chậu cây của nó thì không quá là cao đâu, chỉ cao khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Đợi em sẽ đo xem, tại vì em cũng chỉ áng áng thôi nó, không biết là. Đúng rồi. 15 cho đến 20 cm thôi. Đấy. Đây. Cây rất đẹp luôn. Đây. Lá của nó này. Có mặt bông mẹ rất là đẹp và rất là đáng để sưu tầm ạ. Hoa thì chúng ta tùy duyên thôi, cả nhà nhìn thấy lá của nó, lá xếp đẹp lắm. Đó.
em bán với giá là 280.000 một cây nhá. Cả nhà mua về sưu tầm thì chúng ta nên sưu tầm, bởi vì cái dòng hoa này có mặt bông rất là đẹp. Mặt bông mẹ. Đó, mặt bông mẹ rất là xinh như anh chị em gọi nhìn trên màn hình này đây ạ. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có một vài bó hạc vĩ này. Như anh chị em gọi nhìn thấy, mặt bông của hạc vĩ rất là đẹp như ở trên màn hình này đây đúng không ạ? Rất là xinh. Đó, mỗi một bó như thế này em bán với giá 100.000 một bó. Một bó là một nửa cân nhé cả nhà nhé. Đó, hiện tại thì em chỉ còn có một vài bó nên là em bán thanh lý đi. Hàng nhà em đã cắt tỉa rất là gọn gàng sạch sẽ rồi. Và đây là hàng để làm giống nhé, 100.000 một bó. Mặt bông rất đẹp luôn đấy ạ. Hoa khỏe, cây xinh luôn. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những cái cặp đai châu trắng rất là xinh đúng không ạ? Nếu mà nói về đai châu thì mọi người biết rồi, màu đắt nhất là màu hồng cánh sen. Và sau đấy là mới đến màu trắng đúng không ạ? Cũng giống như phi điệp, có key chỉ là 50.000 nhưng mà cũng có key là lên đến 200 triệu trên 1 cm. Ví dụ như là phi điệp 5 cánh trắng Bảo Duy đúng không ạ? Và phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ là 7 triệu này. Phi điệp hồng Mỹ Nhân, hồng Yên Thủy là 15 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa rất là xinh của dòng đai châu. Và đây là những cái cặp đai châu trắng. Một cây của nó thì sẽ gồm có, một chậu của nó sẽ gồm có hai cặp này, có cây to, cây bé nhé cả nhà nhé. Đó, cây to của nó này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đó, toàn là từ 5 đến 7 cặp lá, 1, 2, 3, 4, 5 này. Rất là xinh nhá. Đó, và cái cỡ của nó thì em sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Em bán là 950.000 một cặp, giống như cái đợt vừa rồi, cái cặp đai châu màu đỏ em không có bán cơ. Đó, và lá của nó này khoảng từ 5,5 cho đến 6 cm. Cái lá của nó đó, rất là xinh. Nói chung là anh chị em mà đi lên trên nhà em để xem trực tiếp thì nó sẽ ok hơn, là ưng là chúng ta lấy luôn đúng không ạ? Đó, đẹp. Đấy. Đẹp. Đẹp không ạ? Rất là xinh nhá. Bởi vì là vườn ngoài nhà em chật quá rồi nên là em phải lấy vào trong nhà để em quay để cho cả nhà có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đồng thời là ngày mai em sẽ đóng hàng gửi cho cả nhà luôn. Và đây là những cái cặp đai châu màu đỏ của nhà em lẫn với màu trắng này, có hai có cặp thì màu đỏ này. Đó, còn đây là màu trắng với màu đỏ. Nói chung là những cái nhìn những cái hàng lá của gia đình em ấy là cái lá nó là dòng lá ngắn, đẹp lắm, rất là xinh luôn. Đó, đây cũng là màu đỏ này. Đó. Cái đây. Đó. Xinh quá. Em bán là 950.000 một cây nhá, một chậu gồm có là hai cây đấy ạ. Em bán theo chậu nhá cả nhà nhá. Và tiếp theo đây ạ, cả nhà có nhìn thấy không, những cái cây đai châu rất là đẹp, màu hồng cánh sen của gia đình em Thảo. Vừa mới về hàng xong đấy ạ. Đấy, em sẽ đo cho cả nhà xem cái kích cỡ của nó nhé. Và hiện tại nó đang có nụ để cho bông rồi. Đó, đẹp lắm. Đây này. Đó, đây ạ. Xinh không ạ? Và kích cỡ của nó này. Này, 40 này, cao này. Đây là một cái cây mẹ ôm con nhé cả nhà nhé. Đây này, có mọc cả cây con ở dưới này. Đó. Đây. Đây này này, đây là có hai con đấy. Nói chung là toàn là mẹ ôm con thôi. Em sẽ đến xem nó bao nhiêu cặp lá nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cả cây này là 9 này. Đó. Xem cây bên này xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, toàn trên 8 cặp lá thôi. Đây, xinh lắm, em thì không có nhiều. Đó, đây là hàng VIP của nhà em nhé. Em bán là 1 triệu 8 một cây. Anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta có thể lấy. Đây là hàng sưu tầm đấy ạ. Đó, em không có nhiều đâu. Đây này, mua thì em sẽ tặng kèm luôn cái chậu luôn nhé. Đấy ạ. Cái chậu gỗ rất là đẹp. Về anh chị em thả vào trồng như này luôn. Đó, xinh lắm. Toàn là cây mẹ ôm con nhé cả nhà nhé. Đó, toàn cây mẹ ôm con thôi, rất là đẹp. Và cái dòng này là dòng hàng VIP luôn ạ. Thật sự khủng luôn. Đó, em cũng có để lại để có nụ luôn này này. Nào có nhìn thấy không ạ? Em đã phun kích nụ rồi này. Một nụ 2, 3 này. Một này. Đó, phun kích hoa rồi. Hoa nó sẽ nở to và đều. Đó, hiện tại em có 5 cặp. Cho 5 cô chú anh chị nào quan tâm đến nhá. Và đây chính là cặp đôi hoàn hảo đai châu hồng chớp và đai châu hương vàng sắc nguyệt. Và cái dòng hoa này lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình đấy ạ. Nó là kết quả của 3 dòng hoa đẹp nhất like với nhau, đó chính là đai châu này, Vanda và dáng hương Bangkok Sunset đúng không ạ? Hay gọi là hoàng tử đấy ạ.
Và đây là một cái dòng hoa rất là thơm, hoa nở được vài lần trên một năm. Và cái dòng hoa rất là đáng để sưu tầm được không ạ? Và gia đình em Thảo thì bán thì toàn là những cái cây có màu rất là đẹp và đặc biệt đúng không ạ? Đây cả nhà các bạn nhìn thấy này, cây của nó, đây ạ, 1 cặp này, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá trở lên nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây của nó nó không phải là chơi, không phải là quá to, nhưng mà riêng cái dòng này chơi thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép vào lũa hoặc là chúng ta trồng vào giỏ nó đều xinh hết nhé cả nhà nhé. Đó, và em có hai cây, đây chính là cây hồng chớp nhé cả nhà nhé. Đây là cây hồng chớp mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là cây hương vàng sắc nguyệt ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đây ạ. Đây ạ, cả nhà có nhìn thấy ở trên màn hình đây có mặt bông nó đẹp đúng không ạ? Cây của nó rất là giống nhau. Và gia đình em sẽ phân biệt bằng cách là gia đình em sẽ ghi vào trong cái thẻ này cho anh chị em có thể là nhận biết nhé cả nhà nhé. Đó, hoặc là em sẽ ghi bút mực vào. Đó. Và em bán mỗi cây là 250.000 một cây ạ. Mua 2 cây là 1 cặp đôi đấy thì em sẽ bán với giá là 450 nhá. Nếu mà mua 1 cặp đôi đấy ạ. Đó, nếu mà mua 1 cặp đôi là như thế này. Đó. Hôm nay em Thảo về thêm rất là nhiều những cái mặt hàng mới, trong đó là có những cái chậu đai châu nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Và nếu mà xét về độ tuổi thì đây là độ tuổi tiểu học nhé cả nhà nhé. Rất là nhỏ đấy ạ. Nhưng mà nó không phải là nhỏ bé tí như cái đợt vừa rồi em bán đâu, mà nó là cỡ nhỡ nhỡ rồi. Đấy, đây không, cái đợt vừa rồi em bán là mầm non, còn đây là tiểu học rồi nhá. Đó. Và còn có một cái đai châu đại học nữa, là cái con đai châu hồng cánh sen của gia đình em ấy, rất là to và đẹp đúng không ạ? Và những cái chậu đai châu trắng nữa. Thì những cái chậu đai châu nhỏ như này thì em bán với giá là 65.000 một cây. Em ship từ 3 cây nhá cả nhà nhá. Đó. Đây ạ, em sẽ đo cho cả nhà xem là cái cây của nó như thế nào. Đây. Đó. Đây ạ. Anh chị em có nhìn thấy này, mỗi lá của nó cũng 2,5 đến 3 cm này. Đây này, 2,22 cm này. Đó. Đẹp lắm. Nói chung là những cái cây này rất là đáng yêu, bởi vì là nhiều cô chú anh chị muốn em lấy về, nên là ngày hôm nay em lấy về. Và anh chị em nào mà thấy video của em Thảo thì nhớ là đặt hàng ngay nhá, bởi vì là không có nhiều đâu. Đây ạ. Đó. Và tiếp theo đây chính là giả hàng hoa hồng đỏ có cái mặt bông rất là đẹp. Và anh chị em có nhìn thấy này. Đây ạ. Mỗi một chậu khoảng từ 3 cho đến 4 thân, xinh lắm luôn đó. Đây ạ. Đó, rất là đẹp luôn này. Đấy. Dạ hạc hoa hồng đỏ này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Cây rất là xinh luôn. Đó, em đặt lên trên này thì cả nhà có nhìn thấy này. Và chậu nào cũng như chậu nào rất là đẹp nhá, từ 3 cho đến 4 thân. Mỗi một thân thì cao trên từ 15 cho đến 25 cm. Đẹp lắm. Dạ hạc hoa hồng đỏ em bán giá rất mềm, mặt bông rất xinh, rất đáng để chúng ta sưu tầm đúng không ạ? Thân của nó này, thân già của nó còn vàng vàng nữa cơ. Đó. Em bán với giá là 180.000 một cây. Chưa bao giờ có luôn ạ. Thân thì rất là đẹp luôn này. Đó. Thân thì xinh lắm luôn đó. Thân xanh này. Đó. Giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Em bán với giá là. Và em Thảo xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và muốn sưu tầm về để chúng ta đặt ở trên bàn làm việc, rất là xinh xắn và dễ thương đúng không ạ? Đó chính là cây hồ điệp lá biên. Như anh chị em có thể nhìn thấy ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó. Và đây ạ, đây là mỗi một cây khoảng từ 5 cho đến 6 lá, cây nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Về chúng ta bỏ ra cái chậu nhỏ nhắn hơn thì nó sẽ rất là xinh và nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, em bán là 90.000 một chậu. Mua 3 chậu là 250.000 nhé cả nhà nhé. Xinh lắm luôn đấy. Đấy. Cây này rất là đẹp luôn. Giờ nhìn nó nhỏ nhắn dễ thương thế này là muốn bao bọc luôn đấy ạ. Ngày hôm nay thì gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa phi điệp lá mít 4N, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Ngày hôm nay gia đình em về thêm cây rất là đẹp. Vừa rồi em cũng có một đợt thì khi mà em hết hàng thì sau bao nhiêu lâu thì bây giờ mới lại có. Và ngày hôm nay em bán cũng rất là mềm ạ. Em bán với giá là 315.000 một cây, mua 2 cây là 600.000 nhé cả nhà nhé. Đây, cả nhà có nhìn thấy lá của nó cực kỳ là xinh. Và cái bộ thân xanh như này là cơ hội chúng ta săn 5 cánh trắng đúng không nào? Và đây là cái dòng hoa sổ hoa chưa biết mặt bông nhé cả nhà nhé. Cây đẹp lắm. Đó, em sẽ so sánh giữa cái bút em viết đấy ạ. Đó. Đây. Cây của nó mập đẹp lắm. Xinh lắm. Đó.
Và em sẽ đo cho cả nhà xem. Đấy, toàn trên 40cm này. Đó. Xinh cực là xinh, em sẽ quay thật là xa cho cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Đẹp luôn. Số lượng em không có nhiều đâu, nên là cô chú chị nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể là sưu tầm một vài cây. Chúng ta có thể mua mấy cây về chúng ta trồng vào một chậu thì nó cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đó, riêng cái bộ lá của nó này đẹp lắm. Đó, cái dòng này là cái dòng người ta đã like về cái lá nhựa đấy, nên là vẫn có độ sần của lá nhựa và nó vẫn có độ bóng của cái cây bình thường đúng không ạ? Đó. Cây lá dây. Đây là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm ạ, đó chính là cây phi điệp lá biên phát tài. Là một trong những cái dòng hoa chơi thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Và lá biên phát tài này thì được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm đấy ạ. Đó. Cây lá biên phát tài bình thường em Thảo toàn bán là 250 cho đến 280 đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo bán giá chỉ có là 240.000 một chậu. Mua 2 chậu lá 450 nhé cả nhà nhé. Cây phi điệp lá biên, mỗi một chậu gồm có một thân và cây của nó cao khoảng từ 20 trên 20cm rồi đấy ạ. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Cây là cây hạ oai trắng nhé cả nhà nhé. Cây đẹp lắm. Đó. Đấy ạ. Lá biên rất là đẹp. Và số lượng em Thảo thì không có nhiều đâu. Cả nhà cô nhìn thấy là chỉ có lớt thớt như này thôi ạ. Đó, bán giá cũng rất là mềm. Nên là anh chị em nào mà yêu mến thì có thể là sưu tầm nhé. Và ngày hôm nay em Thảo lại về thêm hạc vĩ màu trắng tinh khôi, là một cái dòng hoa đột biến được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Và đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhé. Và mặt bông thì chắc chắn là sổ trắng nhé cả nhà nhé. Đây ạ, xinh lắm luôn ấy. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Và mỗi một chậu của nó cũng chưa cao lắm đâu. Đây ạ, khoảng từ 10-15cm thôi này. Nhỏ lắm, có cây được 20cm. Đó, em thì không có nhiều đâu ạ, em chỉ còn có 2-3 khay thôi. Đó, có chậu thì có 3 thân, có chậu chủ yếu là 2 thân là nhiều này. Xinh cực là xinh luôn. Đó, màu trắng tinh khôi. Em bán với giá 170.000, mua 2 chậu là 300.000 nhé cả nhà nhé. Đấy, rất là đẹp, màu trắng tinh khôi. Hoa y hệt như trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Khi mà chúng ta chăm sóc cái cây này, độ dài của nó lên đến khoảng tầm 3m. Và là một cái cây vừa đi ngọn có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Hoa màu trắng tinh rất là đẹp. Như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Đó, và hiện tại thì cây của nó mỗi một cây cao khoảng tầm 30cm rồi. Đó, 25-30cm. Rất là cao và rất là đẹp. Và cái dòng hoa này là dòng được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến này. Đó, em vừa mới phun nước vôi trong xong để sát khuẩn đấy ạ. Em bán với giá ngày hôm nay bình thường em bán 250 cho đến 280. Hôm nay em chỉ bán với giá là 230.000 thôi ạ. Anh chị em nào mà quan tâm cái dòng hoa này thì có thể là sưu tầm. Đó, phi điệp đại bạch long. Hoa màu trắng rất là đẹp. Và đây là cái dòng kiếm của gia đình em Thảo. Nó có cả kiếm vàng lẫn cả kiếm đỏ, nó lớn lẫn với nhau. Đó, nói chung là đều là những cái dòng kiếm có mặt bông rất là đẹp. Đấy. Đấy, xinh không ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Đây là dòng kiếm lá ngắn này, lá trơn, lá ngắn rất xinh. Đó, lá kiếm nó rất là cứng này. Đó, và hiện tại thì gia đình em Thảo cũng không có nhiều. Đẹp lắm, hôm nay em Thảo làm TikTok với cái dòng hoa này này, anh chị em cũng nhìn thấy luôn đúng không ạ? Mỗi một chậu khoảng từ 4 đến 5 củ luôn đấy, rất là đẹp luôn. Đây này, cây cũng đang mọc mầm rất là khỏe này. Và người ta ví là nuôi kiếm như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Nuôi một con lợn nái vì nó đẻ rất là nhanh và cây kiếm này nó ăn nắng và rất là khỏe luôn. Nên là rất là dễ chăm sóc, anh chị em nào cũng có thể chăm sóc đấy ạ. Em bán với giá là 280.000 một chậu, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Đây là kiếm vàng của Thái, có cái cây kiếm đỏ nên lẫn lộn lại với nhau rồi. Nhưng mà kể cả mặt bông đỏ hay mặt bông vàng nó đều xinh luôn đúng không ạ? Như cả nhà nhìn thấy trên màn hình này đấy ạ. Kiếm nhá, kiếm này của Thái, em còn có kiếm vàng của Đài nữa. Thảo xin giới thiệu cả nhà, đây chính là cây kiếm Đài của gia đình em. Đây là kiếm vàng của Đài Loan nhá cả nhà nhá. Nếu mà anh chị em nào mà đã chơi kiếm thì chúng ta nếu mà chơi mặt bông đẹp thì chúng ta chơi hàng Đài cũng được. Mà chơi hàng bản chất thì chúng ta chơi hàng rừng cũng được đúng không ạ? Đó, nói chung là bây giờ thì nhà nhà sưu tầm hàng va đúng không ạ? Kiếm đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nuôi một cây kiếm ở trong nhà. Nuôi một cây kiếm giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Đẻ rất nhanh, cây mọc tùm rất là nhanh chóng. Và hiện tại gia đình em Thảo có những cái hàng giống cây khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Ví dụ như là 2 thân tơ nhưng mà nó lại có thêm một mầm ở đây này. Nhìn này, cây rất là khỏe, phát triển nhanh. Đó, cây nào nó cũng như cây nào luôn đấy ạ.
Đấy, cây rất đẹp luôn, dáng kiếm này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Dáng kiếm rất là đẹp luôn. Em rất là thích cái dòng kiếm này. Cây thì nó không quá là dòng kiếm lá ngắn mà, nên là rất là thích. Nhìn thôi là đã mê rồi. Đấy, mặt bông thì hoa vàng, lưỡi trắng như cả nhà đang nhìn ở trên mặt bông này đây, mặt hình này đấy ạ. Đó, đây là dòng hoa cho anh chị em nào muốn săn bệt đấy ạ. Đó, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? À, mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em Thảo vừa mới phun nước vôi trong xong. Đó, cây cao khoảng từ 2 cho đến 3 cm, 4 cm thôi ạ, không quá là cao đâu nhá cả nhà nhá. Đó, cái dòng hoa này thì rất là đẹp luôn đó. Đó, cây này, cây đẹp lắm, khỏe luôn. Đó. Em bán bình thường là em bán là 80.000 một cây đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán là 70.000 một cây thôi. Mỗi một chậu khoảng từ 2 đến 3 thân tơ nhé cả nhà nhé. Cây xinh xắn dễ thương như em Thảo đang cầm ở trên màn hình này đấy ạ. Đó, đây là hàng gieo hạt Phi Điệp Châu Như, mặt bông rất đẹp. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà Nam Cánh Trắng Hòa Bình, hàng gieo hạt của gia đình em. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó, cây lá mít Hòa Bình. Và đây là một cái cơ hội cho cô chú anh chị để săn năm cánh trắng nhé cả nhà nhé. Và mọi người biết rồi đúng không ạ? Khuôn bông đẹp thì nó cho ra mặt bông nào nó cũng xinh. Và riêng đối với dòng phi điệp, ở một cái vùng đất giống nhau mà hai cây nó đứng ở cạnh nhau thôi là hoa của nó cũng đã khác nhau rồi. Và cây hoa lan hàng gieo hạt này cũng vậy, nó không có bông nào nó giống với bông nào cả. Đó, và đây là cái dòng chơi thân thì cực kỳ là xinh. Và là cơ hội để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp thì cũng rất là cao. Bởi vì là cái thân của nó thân xanh, nhà có nhìn thấy thân xanh này. Thứ hai nữa đó chính là cái lá của nó rất đẹp. Đó, cái đợt vừa rồi tháng 3 ấy, em bán cái cây bé xíu 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 ấy, em bán là 90.000 một cây, nó nhỏ nhỏ gần bằng cái cây gốc cây này này. Có một thân thôi, em bán 90.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán mỗi một chậu khoảng từ 4 cho đến 5 thân tơ, tính là từ 3 đi. Đấy, nhưng mà chủ yếu là từ 4 đến 5 thân tơ. Em bán với giá ngày hôm nay rất mềm, 270.000. Mua 2 chậu em bán 500.000 nhé cả nhà nhé. Đấy, cây năm cánh trắng Hòa Bình, hay gọi là cây mít đồng xu nhé cả nhà nhé. Xinh lắm, cây này ngọn của nó xanh lét luôn. Đó, có cơ hội cho chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Em thì em không có nhiều đâu, nên là anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể là mua về để sưu tầm. Và bản thân em Thảo cũng có để sưu tầm mấy cây đấy ạ. Đó. Và đây chính là cây phi điệp hồng mỹ nhân của gia đình em Thảo. Như cả nhà đang nhìn này, đây là nhìn cận cảnh thân xanh nhá cả nhà nhá. Riêng cái cây hồng mỹ nhân này là thân xanh đấy ạ. Đó. Nó rơi mỗi một chậu khoảng tầm 3 đầu, 4 đầu. Rất là đẹp. Đấy. Và mỗi cây của nó thì nó cũng không quá là ngắn đâu, để em Thảo quay cho cả nhà nhá. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cái dòng hoa này thì trong quá trình em bán hoa lan ấy thì được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và cái giá của cái hồng mỹ nhân ấy, nếu mà anh chị em nào mà quan tâm thì biết rồi đúng không ạ? 15 triệu trên 1 cm trong 1 kg nhá cả nhà nhá. Thì ví dụ như một cái kg mà khoảng tầm 10 cm nó rơi khoảng tầm hơn 100 triệu đúng không ạ? Một con số rất là khủng. Và thứ hai nữa đó chính là nó còn cao hơn cả Hiển Oanh cơ. Hiển Oanh hiện tại thì chỉ có 7 triệu trên 1 cm thôi. Đó, đây. Đó. Và cây hồng mỹ nhân này đây rất là đẹp ạ, từ 3 cho đến 4 đầu, rất là xinh. Có cây này nó bé hơn chút này. Đó. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá. À nhầm, 550 nhá. Mua 2 chậu là 550 cả nhà nhá. Và em còn có một ít hàng gái nhảy gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ? Phi điệp gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ? Đó, và em đang làm hàng thì cây của nó thì không cao bằng cây hồng yên thủy đoạn, cây nó thấp hơn hồng yên thủy một chút. Là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12 13 cm thôi. Đây ạ. Cây nó còn rất là bé. Đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này, mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. Mua 2 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2 đến 3 thân tơ, rất là xinh nhưng mà cây nó thấp thôi ạ, cây nó không to bằng cây hồng yên thủy đâu nhá. Nó ngắn hơn hồng yên thủy một chút. Đó.
Ngày hôm nay em Thảo xin chia sẻ với cả nhà một cái dòng hoa đem lại may mắn, tài lộc cho người trồng. Đó chính là hoàng tử áo đỏ. Chính vì nó đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng nên là được rất nhiều cô chú anh chị mua về để tặng quà tân gia, khai trương cửa hàng. Hoặc là chúng ta treo ở các nhà vườn, ở công ty đều rất là đẹp đúng không ạ? Để thu hút tài lộc và may mắn về bản thân mình đúng không nào? Và hiện tại gia đình em Thảo đang cung cấp nhỗi chậu hoa hoàng tử áo đỏ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 6 cặp lá này, cả tính cả lá ngọn là 7 cặp lá này. Đó. Đẹp mỗi một chậu như thế này. Đợt vừa rồi thì em có phục vụ cho anh chị em rất nhiều đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái đợt vừa rồi thì em còn có 8 cây thì em có thanh lý với giá chỉ có 230.000 đúng không ạ? Bình thường em bán 260 đến 300 đúng không ạ? Hôm nay em cũng bán giá rất là mềm, cây thì xinh, giá thì mềm, 230.000 một cây, mua 2 cây là 400.000 nhá cả nhà nhá. Hoàng tử áo đỏ như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Có cái bộ rễ rất là dài, đây là rễ gió nhá cả nhà nhá. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Đó. Em bán với giá là 230.000, mua 2 cây là 400. Hoa nở vào Tết. Và cái dòng hoa này ghép cũng được mà trồng cũng xinh nhá, cây cực kỳ là đẹp luôn, cả nhà có nhìn thấy này. Cây nó ra rộng khoảng tầm bằng cái lá cáo thôi, khoảng 3 cho đến 4 cm, rất là đẹp. Riêng cái dòng này chơi thân thôi là đã xinh lắm rồi đúng không ạ? Và tiếp theo, đây là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, đó chính là cây phi điệp năm cánh trắng Lâm Đồng hàng gieo hạt. Có cái thân rất là xanh này, anh chị em có nhìn thấy này. Đó. Và có một thân ạ, 1 đến 2 thân thôi, chủ yếu là một thân thôi nhá. Đó. Đấy ạ. Thân của nó dài khoảng từ 15 cho đến 20 cm rồi. Đây ạ, cả nhà có nhìn thấy này, thân nó rất là xanh nhá. Đó. Và em bán giá cũng rất là mềm, 180.000. Mua 2 cây là 350. Phi điệp và năm cánh trắng Lâm Đồng ở cái mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ, là một trong những cái dòng hoa cũng được rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Khi mà chúng ta chơi hoa thì cái dòng này để mà nói thì chúng ta chơi thân thì nó cũng rất đẹp rồi. Đây ạ. Rất xinh. Đó. 180.000 một chậu, mua 2 chậu là 350 nhé cả nhà nhé. Em Thảo đang cầm ở trên tay này đây chính là cái dòng hoa Denzo phát tài. Một cái dòng hoa được ưa chuộng nhiều nhất vào trong dịp Tết. Bởi vì người ta quan niệm khi mà chúng ta cắm cái dòng hoa Denzo này ở trong nhà thì sẽ thu hút may mắn và tài lộc về đến gia đình của mình đúng không ạ? Và cái dòng hoa này cây của nó cao không quá là cao, nó chỉ cao khoảng từ 12 cho đến 13 cm thôi. Cây hàng làm giống và như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Mặt bông của nó rất là đẹp. Và hiện tại em Thảo bán hàng bông xổ số nhá. Chủ yếu là da màu hồng rất đẹp. Đó. Và cô chú anh chị nào mà yêu mến thì có thể sưu tầm. Bình thường em Thảo bán từ 130 cho đến 150 một chậu. Ngày hôm nay em Thảo bán rất là mềm ạ. Đó, 200.000 được 2 chậu nhá cả nhà nhá. Đó, chỉ là 100.000 một chậu thôi. Và hiện tại thì em Thảo chỉ còn có 3 khay, tức là còn khoảng tầm gần 50 chậu để cho cô chú anh chị có thể là sưu tầm. Đẹp, đẹp lắm. Đó. Em Thảo ship từ 2 chậu nhá cả nhà nhá. Denzo đẹp lắm luôn đó. Đó, vừa mới về và cái lô này thì em bán giá rất mềm luôn. Nên anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta tranh thủ để sưu tầm nhá. Dòng hoa này dễ sống, dễ chăm và hoa của nó cũng rất là bền luôn. Giờ theo cả nhà, đây chính là phi điệp 5 cánh trắng Hải Dương của gia đình em Thảo. Đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70-80%. Đó, có mỗi cây từ khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em bán với giá là 220.000 một chậu. Mua từ 2 cây thì em sẽ bán là 400.000 nhá. Đấy ạ, cái rất là đẹp. Đó, thấy rất là xinh luôn. Khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó. Năm cánh trắng Hải Dương nhé cả nhà nhé. Và em Thảo xin giới thiệu với cả nhà, đây chính là dáng hương trồn tím của gia đình em. Đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhé. Đây là kích cỡ của nó này. Bé lắm cả nhà nhé. Đó, đây là cái dòng hoa có mặt bông y hệt như em nhìn cả nhà nhìn trên màn hình này đấy ạ. Đó, có một chậu gồm có 2 cặp như thế này. Em bán rất là mềm ạ, 200.000 một cây. Đó, mua 2 chậu là 350 nha cả nhà nhá. Đẹp lắm. Đây là trồn tím cây. Đây là cây khoảng tầm gái 17 thôi, cây còn nhỏ lắm. Đó, rất là xinh. 200.000 một chậu. Và đây chính là cây dáng hương Corat Koki của gia đình em Thảo này. Mỗi một chậu của nó đã rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 cặp lá nhé cả nhà nhá. Chủ yếu là 4 cặp lá này. Đó, có mặt bông y hệt như anh chị em đã nhìn trên màn hình này đây. Đây là hàng làm giống. Em bán với giá là 130.000. Mua 2 cây là 250 nhá cả nhà nhá. Đó, dáng hương
Korakoki, hàng của Thái, cây rất đẹp, mặt bông rất xinh đúng không ạ? Và ngày hôm nay em Thảo vừa mới về thêm hải yến màu xanh. Cái mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Cây này có thể chơi lá, chơi rễ được luôn nhá. Hoa của nó cũng rất là xinh, như anh chị em có nhìn thấy. Và em bán với giá là 240.000 một chậu hải yến màu xanh rất đẹp. Đó. Và đây ạ, em xin giới thiệu cả nhà, đó chính là cái cây hoàng phi hạc mắt đen của gia đình em. Đó, có cái mặt bông đẹp lắm. Đây là hàng của Thái này. Đó. Đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Rất là xinh. Đó. Hơi giống với cây đơn cam đúng không ạ? Cái mặt bông của nó còn xinh hơn cả cây đơn cam cơ. Hơi giống với cây sơn thủy tiên mắt đen hoặc sơn thủy tiên đột biến đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn đây này. Mỗi một cây của nó, thân tơ của nó dài khoảng tầm 20 đến 30 cm. Cây thần thòng rất đẹp. Đó, xinh họa. Đấy. Đẹp mê ly luôn. Đó. Tay em Thảo hơi ngắn nên là nó sẽ như này. Đó, em bán với giá là 250.000 một chậu. Cây này hơi giống với cây đơn cam đúng không ạ? Đó. Đây là cây của Thái nhé cả nhà nhé. Và nó là hàng sưu tầm thôi ạ, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Và đây chính là giả hạc Đắc Lây, hay gọi là hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Giả hạc Đắc Lây em bán với giá là 75.000 một cây. Giả hạc Đắc Lây nhé. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ 4 cho đến 3 cho đến 4 cm, 5 cm đúng không ạ? Và ở bên trên này đây, đây chính là cây năm cánh trắng mắt nai của gia đình em Thảo. Mỗi một cây như cả nhà đang nhìn, như em đang cầm ở trên tay này đây ạ. Em sẽ đo xem là nó cao bao nhiêu nhá. Em Thảo sắm được cái cây này, cái cây thứ này, khoảng từ 6 cho đến 8 cm nhá cả nhà nhá. Mỗi một chậu thì gồm có 1 đến 2 thân. Đấy. Cây này thì em bán với giá cũng rất là mềm thôi ạ. Em bán là 80.000 một chậu. Mắt nai nhá cả nhà nhá. Năm cánh trắng mắt nai là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Đó, rất là xinh luôn. Em cũng không có nhiều. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp nù tam bố của gia đình em Thảo. Nù tam bố là một trong những dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Theo về kinh tế thì nó cũng có giá trị kinh tế rất là cao đúng không ạ? Và nụ tam bố, cây của nó cao. Đây ạ, cây nó cũng không cao lắm đâu. Cao khoảng từ 2 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm từ 1 đến 2 thân. Đó. Cây thì tím đỏ này. Đó, năm sau mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ, nó có thể bằng ngón tay út của chúng ta luôn đấy ạ. Đó. Nụ tam bố em bán với giá là 80.000 một chậu nhé cả nhà nhé. 80.000 một chậu cây. Và đây chính là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố của gia đình em Thảo, có mặt bông màu hồng đậm rất là xinh xắn đúng không ạ? Và gia đình em Thảo bán với giá là 150.000 một chậu thiên cung lữ bố. Mỗi một chậu khoảng từ 4 cho đến 5 cây. Cây của nó dài khoảng từ 8 cho đến 9 cm, từ 5 cho đến 8 9 cm nhé cả nhà nhé. Thiên cung lữ bố 150.000 một chậu, mua 2 chậu là 250.000 nhé cả nhà nhé. Thiên cung lữ bố rất là đẹp. Hạc vĩ thiên cung lữ bố. Đây là hàng ươm ki nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là hàng mặt bông nó chuẩn nhá. Bên cạnh này đây ạ, cây của nó thì nó khác hơn so với cây ma bó một chút. Đó chính là cây di linh thác khói đúng không ạ? Di linh thác khói là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Và em bán với giá cũng rất là mềm ạ. Đó, em bán với giá là 75.000 một cây thôi ạ. Di linh thác khói nhé cả nhà nhá. Hai cây là 150.000 đúng không nào? Mỗi một cây của nó cũng không quá là cao đâu ạ. Nó cao khoảng tầm 3 cho đến 4 cm. Cây rất là khỏe. Hàng quận Hà hàng năm nhất nhá. Và đây là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Anh chị em nào mà yêu mến cái dòng hoa này thì chúng ta có thể là chúng ta mua về chúng ta trồng. Bởi vì nó giá rất là mềm thôi ạ. 75.000 một cây. Di linh thác khói. Và đây là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó chính là di linh thác khói. Như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Di linh thác khói là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và muốn sưu tầm. Và như em Thảo đang cầm ở trên tay đến đây chính là cây của nó này. Em vừa mới phun nước vôi trong xong nên là nhìn nó còn hơi trắng trắng đâu ạ. Đó. Khi mà em phun nước vôi trong như này thì em gửi hàng cho cả nhà sẽ được đảm bảo hơn. Em bán ngày hôm nay giá cực kỳ mềm luôn ạ. Bình thường em phải bán từ 80 đến 90.000 một chậu. Ngày hôm nay em bán giá cực kỳ mềm luôn ạ. 65.000 một chậu thôi nhá anh chị em nhá. 65.000 một chậu này. Đây là di linh thác khói này. Rất là xinh đẹp. Và bên này là cây mắt đỏ hòa bình của gia đình em. Đó, thân của nó đỏ này, cả nhà nhìn thấy không ạ?
Đó, phun nước vô trong xong rồi nhìn là giống như những con trâu nghé luôn. Đó, mỗi một chậu khoảng từ 2 đến 3 thân đấy ạ. Rất là đẹp. Em cũng bán giá cực kỳ mềm luôn. Bình thường phải bán 80-90 nghìn, ngày hôm nay bán 65 nghìn thôi. Hai cái cây này là một trong những cái dòng được rất nhiều anh chị em yêu mến đấy. Đó, và bây giờ đang là đây chính là cây phi điệp ma bó, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Mỗi một cây phi điệp ma bó như cả nhà đang nhìn đấy ạ, là một trong những cái dòng hoa cây năm nhất thôi, rất là nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và cái dòng hoa này mỗi một chậu khoảng từ 1 đến 2 thân, cao khoảng từ 2 cho đến 3 cm, cây khỏe đúng không ạ? Đó. Và đây là hàng giống, anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm. Em bán giao lưu với cả nhà giá rất là mềm, 75.000 một cây. Bình thường em bán 85.000 một cây đúng không ạ? Phi điệp ma bó, hàng gieo hạt của gia đình em. Cây của nó này. Đó, cây phi điệp ma bó nhé cả nhà nhé. Và đây ạ, đây chính là cái dòng hoa lan sao biển. Em sẽ lấy một vài giò xuống dưới nền để quay cho cả nhà kỹ hơn nhé, vì em quay nó hơi ngược ánh sáng. Đây, em vừa mới lấy xuống mấy cây để em quay cho cả nhà. Nhắc đến dòng lan sao biển thì cả nhà không thể không nhắc đến cái vẻ đẹp rất đẹp của nó đúng không ạ? Như anh chị em nhìn ở trên màn hình ở đây chính là cái hoa của nó này. Và trong quá trình bán lan, em Thảo được rất nhiều anh chị em hỏi về cái dòng hoa này. Và cái dòng này là thuộc dòng vũ nữ nhá. Đó, đẹp lắm này, nhìn này. Khác hoàn toàn so với những cái dòng khác này, đang có nụ hoa này. Đó, có cây đang có nụ hoa, có cây không có, không chưa có nụ hoa nhưng mà đang chuẩn bị có đấy ạ. Đây, dòng lá thẳng đứng lên rất là xinh. Đó, mỗi một cây cao khoảng từ 40 cm cho đến 45 cm. Rất là đẹp, giá xếp bản lá cứng. Dáng dòng này chơi thân nên đã xinh rồi, đây, 42 cm này. Đó, 50 cm này, xinh cực là xinh luôn. Có một đàn con nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương luôn này. Đó, một đàn con, cái dòng này được mệnh danh là cái dòng đẻ rất nhanh đúng không ạ? Giống như một con lợn nái luôn. À, người ta mà anh chị em nào mà nuôi lợn như gia đình em là biết, con lợn nái một lần đẻ toàn 10 con, mười mấy con thôi. Đây này. Đó, mà lợn này chỉ đẻ ít nhất 2 con trở lên luôn nhá. Đây ạ. Đó, ở trên giá em có rất nhiều nhưng mà em ngược hướng ánh sáng nên em quay như này thôi. Đó. Gia đình em Thảo đã phun phòng chống thối nhũn. Nhà cả nhà yên tâm, em sẽ đóng hàng thật là cẩn thận cho anh chị em nhé. Em bán với giá là 300.000 một cây. Đẹp cực kỳ luôn. 300.000 một cây sao biển nhé. Dòng hoa nở được bên, rất xinh. Và hiện tại thì gia đình em Thảo cũng vừa mới về thêm một cái dòng hoa phong thủy, rất được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và sưu tầm về để chúng ta đặt trên bàn đúng không ạ? Và mặt bông của nó rất là đẹp như anh chị em có thể nhìn trên màn hình này đây ạ. Và đây là hàng tuyển chọn của gia đình em Thảo nhé, cả nhà có thể nhìn thấy nhá. Đây em sẽ đếm xem là cây bao nhiêu lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lá. Từ 9 cho đến 10 lá một cây, rất là đẹp. Và cây của nó rộng khoảng tầm chắc là khoảng 5-60 cm, khoảng 5 đến 6 cm đấy. Cái bản lá rất là đẹp này. Đó, rất là xinh. Và là một trong những cái dòng hoa phong thủy đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng đúng không ạ? Và cái dòng hoa này cực kỳ được nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta gọi là trấn an gia đình của chúng ta đúng không ạ? Đó, và hiện tại thì gia đình em đang làm hàng vừa mới về luôn. Đó, hàng về thì sợ muộn quá nên là em sẽ quay luôn nhá. Số lượng em không có nhiều. Và anh chị em nào mà yêu mến cái dòng hoa này thì có thể là sưu tầm cho mình ạ. Đó, em bán với giá là 180.000 một chậu. Đó, 180.000 một chậu, mua 2 chậu lá 350.000 nhá anh chị em nhá. Cây rất đẹp luôn này. Đây là hàng tuyển chọn của gia đình em đó. Đẹp lắm. Đó, rất là xinh, mặt bông lung linh như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. 180.000 một cây. Và đây chính là một số phân thuốc của gia đình em. Và do là số lượng cô chú anh chị lên cửa hàng của gia đình em rất là nhiều và muốn mua vật tư phân thuốc luôn nên là gia đình em có lấy về để phục vụ. Và đây chính là cái cuộn dây để chúng ta chuyên dụng buộc lan này. Đó, cây lan nó sẽ không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta buộc cái dây này, bởi vì nó là ở nhựa bọc ở ngoài và cái dây thép ở bên trong rất là dẻo. Em bán là cái dây này là 100 mét này, em bán là 40.000 này. Và đây là thuốc diệt kiến này, 50.000 một lọ này. Và cái này là có sự hướng dẫn ở trên tem mác nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là cả nhà có thể nhìn ở trên này và họ làm theo hướng dẫn nhá. 50.000 thuốc diệt kiến này. Đó, cái mùa này thì kiến rất là nhiều nên là chúng ta mua thuốc diệt kiến về chúng ta diệt đúng không ạ? Tiếp theo thì đây là B1 nhỏ này, 45.000 này. Đó, B1 45.000. Và bên trên này đây là đặc trị vi khuẩn chống thối nhũn này. Đó, 35.000 một gói này. Đó. Để những các anh chị là bị nấm này, bị vi khuẩn
bị chống thối, có thể phun để chúng ta chống thối nhũn luôn này. Đây ạ. Đây. Một cái gói này chúng ta phun với là 16 đến 20 lít nước nhé cả nhà nhé. Và cái kiwi xanh. Đây cái kiwi đỏ này, cái kiwi đỏ em bán 80 nghìn này. Đó. Cái kiwi xanh là 65 nghìn này. Đây là dạng phun, còn đây là dạng bôi. Đó, anh chị em nào có thể dùng hai loại này, loại nào cũng ok hết này. Đó. Tiếp theo xuống dưới này thì kích dễ có 3 loại kích dễ. Đầu tiên là kích dễ của Mỹ Riot 50 nghìn này. Thứ hai là đây là kích dễ của Đài này, 80 nghìn này. Đó. B1 lúc này em giới thiệu rồi này. Keo liền sẹo này. Đó. Keo liền sẹo này em bán với giá là 45 nghìn. Đó. Keo liền sẹo này anh chị em chỉ cần lắc một cái là chúng ta sẽ sử dụng được luôn nhá. Và đây kích dễ Đài này, kích dễ Đài này bình thường nhá. Đây kích dễ Thái nhá. Hàng rất là tốt luôn và bình thường em bán là 90 nghìn đây, ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 70 nghìn thôi. Đấy. Kích dễ của Thái nhá. Và Artisoc. Mùa này thì nắng mưa rất thất thường nên chúng ta mua về Artisoc về chúng ta phun được không ạ? 1 5 5 5 30 ml so với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Pha 30 ml với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Cái này là có cái nó bị bung ra lúc mà em để trong hộp ấy, nên là nhìn nó này, thì nó hơi bị bẩn ở đấy. Và cô chú anh chị nào mà mua cái dòng hoa này, mua cái hoa của em thì em sẽ tặng cho mọi người. Đó, em sẽ không bán nữa mà em tặng luôn. Artisoc về chúng ta để cây của chúng ta ra khoảng tầm 4 tiếng rồi chúng ta phun. Hòa cái Artisoc này ra chúng ta phun. Đó. Nano bạc để chống thối nhũn. Nếu mà ở mức độ nhẹ thì chúng ta nên sử dụng nano bạc, còn nếu mà nó nặng rồi thì chúng ta mua đặc trị vi khuẩn về mà chúng ta dùng đúng không ạ? Đó. Và đây là bã sen của nhà em, 35 nghìn một lọ. Đó. Là dạng rắc nhá cả nhà nhá. Về Super Thai thì gia đình em Thảo có hai dòng. Nếu mà anh chị em nào ít lan thôi chúng ta mua cái dòng bé này. 30 nghìn lọ là 10 ml, 100 nghìn lọ 5 ml. Đó. Artisoc, đây là cái nhầm, đây là Super Thai, là kích thích tăng trưởng cho cây. Đó, chúng ta phun khoảng từ 1 đến 2 tuần chúng ta phun một lần cái dòng hoa này. Nói chung cái dòng hoa này thì kích thích tăng trưởng rất là tốt và đặc biệt được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đấy. Và ở dưới này đây là chính là những cái gói phân tan chậm của gia đình em. Em bán mỗi một gói này với giá này là 75 nghìn. Đó. Cái phân tan chậm trong vòng 6 tháng, hàng cao cấp của Nhật. Đó, chúng ta mua về chúng ta rắc cách cây khoảng tầm 5 cho đến 10 cm. Đó, mỗi ngày nó sẽ tan ra một tí, một tí, một tí thì cây của mình nó sẽ rất là tốt, nó thu hút, nó hấp thụ dần dần đấy ạ. Và em Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo thì cô chú anh chị có thể kết nối bằng cách là gọi Facebook, gọi Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em đều được nhá. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo ạ.